Khi Nam Phương lỡ bùm hàng. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Mở cửa vô Hoàng em ơi. Cái con này, điều mày biết mày không nghe má, mày còn núp nữa. Mày biết cái tiền mày mạch chứ không? Tài mày mua hòn luôn thì mày mua nha, mày không mua được thì thôi nha. Mày đừng có đặt hòn mày mua nha, tao điện mày biết. Hồi nãy giờ mấy ngày nay lần đầu mày đặt hòn mày cũng mua biết. Chiều nay bò má mày gì tao lên nhà tao mắc bò má mày đó. Chứ tao em đây hòa điện mày không nghe máy à. Là tao vô tới nhà mày á, là tao vô tao tìm nhà mày mấy năm nay rồi á, mày thấy không? Mày nhiều lần lắm rồi á, tao nói mày có nghe không? Con ghé, con lứa đẹp hòn mà bôm, tao đâu có rảnh đâu mà tao đi ship hòn cho mày, ngày nào điện mày cút nghe. Cái cục hòn này á, rồi mày có lái không? Mày nói cho tao biết chưa?